Ngày 24 tháng 5 năm 2018, Vietinbank vinh dự nhận hai giải thưởng uy tín là chương trình đổi mới kho banking tốt nhất và ngân hàng tài trợ thương mại tốt nhất Việt Nam năm 2018 do tạp chí The Asian Banker trao tặng tại hội nghị thượng đỉnh tài chính tương lai tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Sự kiện này quy tụ khoảng 1.000 đại diện từ các ngân hàng ưu tú và các nhà cung cấp dịch vụ tài chính trên hơn 30 quốc gia. Đại diện Vietinbank tham dự hội nghị gồm có ông Trần Công Quỳnh Lân, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin và bà Trần Thị Minh Đức, Giám đốc Khối Vận hành, hàm Phó Tổng Giám đốc. Các giải thưởng của The Asia Banker được bình xét thông qua quy trình đánh giá khách quan, nghiêm ngặt và minh bạch công nhận thành tựu xuất sắc trong lĩnh vực ngân hàng ở châu Á-Thái Bình Dương, Trung Đông và châu Phi. Lần thứ hai được The Asian Banker vinh danh tại các hạng mục giải thưởng danh giá tiếp tục khẳng định sự đánh giá cao của giới tài chính quốc tế về vị thế của Vietinbank, đặc biệt là thành công trong đầu tư và cải tiến công nghệ cùng với chất lượng vận hành xuất sắc. Các sản phẩm dịch vụ tài trợ thương mại vượt trội của Vietinbank đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và khắt khe của khách hàng. Vietinbank nâng giá trị cuộc sống.